chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 10 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Vàng SJC tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNG được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,99 triệu đồng trên một lượng. Vàng OZY được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 7 tháng 10 năm 2021 đối mặt gió ngược, vàng sẽ sớm trở lại đỉnh cao trong tháng 10. Giá vàng hôm nay tiếp tục chịu áp lực, kiểm tra mức hỗ trợ trên 1.750 USD trên một ao, trong khi thị trường tài chính đang điều chỉnh mạnh, phản ánh một chu kỳ tái mở cửa sau Covid-19. Giá hàng hóa tăng vọt, lãi suất trái phiếu tăng, cổ phiếu chu kỳ và nhỏ cũng tăng điểm mạnh. Vì thế, cầu đối với vàng như một kênh đầu tư an toàn vẫn được lựa chọn. Giá vàng hôm nay khởi động sau những phiên giảm liên tiếp trong chiều qua vì áp lực từ đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, thị trường vàng có thể sẽ còn tiếp tục ghi nhận các phiên giao dịch biến động cho tới khi bản dữ liệu phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào thứ Sáu. Số liệu bảng lương phi nông nghiệp dự kiến tiếp tục cho thấy sự cải thiện của thị trường lao động và có thể giúp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu cắt giảm các biện pháp kích thích kinh tế trước khi kết thúc năm 2021. Theo đó, giá vàng giao ngay trên sàn điện tử Kiko giảm 9,5 USD trên một ao so với chốt phiên trước đó và giao dịch tại mức 1.760 USD trên một ao. Giá vàng được dự báo có thể dao động trong khoảng từ 1.750 đến 1.785 USD trên một ao trong từ nay cho đến hết ngày 8 tháng 10. Dù nhìn vào tổng quan dài hạn, giá vàng vẫn hưởng lợi từ lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, có chuyên gia cho rằng giá vàng có nhiều khả năng khó duy trì tăng, ít nhất là trong ngắn hạn, bởi không có dấu hiệu dòng tiền lớn vào thị trường. Giá vàng tiếp tục chịu áp lực kiểm tra mức hỗ trợ trên mốc 1.750 USD trên một ao khi ngành du lịch của Mỹ chứng kiến đà tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 9. Theo dữ liệu mới nhất của Viện Quản lý Nguồn cung ISM, việc lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao thường cũng giúp cho trái phiếu trở nên hấp dẫn hơn vàng, đã hạn chế đà tăng của kim loại quý. Kết thúc phiên giao dịch vào ngày hôm qua, giá vàng trong nước tiếp tục tăng từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào tại một số hệ thống. Cụ thể là tại tập đoàn Doji, tập đoàn Phú Quý, vàng SJC đồng loạt tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra vẫn giữ nguyên. Tương tự tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC tăng 40.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào nhưng chiều bán ra không đổi. Riêng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Phú Nhuận, vàng SJC chỉnh lại cho cả hai chiều giao dịch. Giá vàng sẽ sớm trở lại đỉnh cao. Theo Bloomberg Intelligence, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại cách đây hơn một năm, vàng chắc chắn sẽ sớm quay trở lại mức đỉnh đó, dự báo cho một triển vọng của tháng 10. Chiến lược gia hàng hóa cấp cao Macomb tại Bloomberg cho biết chỉ mới khoảng một năm từ đỉnh cuối cùng của vàng và chúng tôi tin rằng thời gian không còn dài để xem xét lại. Vàng đã vượt trội so với hầu hết các mặt hàng chính trong 20 năm qua. Mức giá cao nhất mọi thời đại mới của vàng sẽ là trên mốc 2.060 USD trên một ao. Theo ông chỉ ra rằng, mặc dù năm nay không lộ diện, nhưng vàng vẫn ở trong một thị trường tăng giá lâu dài. Và ông nói vàng giống như giá kho bạc, có một thị trường tăng giá lâu dài và sự điều chỉnh xu hướng đó sẽ là cải thiện tương lai đáng kể. Vàng có lẽ quá lạnh khi bắt đầu quý 4. Rủi ro nghiêng về việc thị trường chứng khoán tiếp tục biến động vào tháng 9, điều này sẽ có lợi cho vàng trong quý này. Câu hỏi mà ông đã đặt ra là liệu vàng đã đạt được đến mức coi thường tối đa chưa? Đây dường như là điểm đánh dấu tâm lý mà nó cần phải phá vỡ trước khi tiếp tục đà tăng. Cho đến nay, kim loại màu vàng đã có một năm đáng thất vọng, không thu hút được người mới. Bất chấp lo ngại lạm phát và nỗi lo nợ trần, tính đến thời điểm hiện tại, vàng đã giảm hơn 7% sau khi bán tháo ở mức 1.800 USD trên một ao trong nhiều lần. Và theo ông, trở ngại chính đối với vàng là thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ, kẻ thù của kim loại quý. Thị trường chứng khoán đã không có một đợt thối lui có ý nghĩa kể từ mức thấp 2020. Nếu chứng khoán đang bước vào thời kỳ trao đảo bền vững, chúng tôi thấy vàng, trái phiếu kho bạc và Bitcoin là những đối thủ hàng đầu cho sự hoạt động tốt hơn. Đó là một câu hỏi về việc liệu vàng đã đạt đến mức bị coi thường tối đa hay chưa, điều này có lẽ đã gần kề. Trên thị trường quốc tế, vàng bình gặp tăng mạnh trong bối cảnh nhiều nước đẩy mạnh mua vàng và rủi ro lạm phát lên cao. Vàng tăng trở lại trong bối cảnh rủi ro lạm phát lên cao khi mà cuộc khủng hoảng năng lượng đe dọa sự phục hồi kinh tế của nhiều nước. Sự bất ổn khiến vàng luôn là một lựa chọn tốt nhất. Vàng tăng giá còn là do mặt hàng có quan hệ mật thiết với vàng là dầu tăng mạnh thời gian gần đây. Trong thời gian tới, thị trường năng lượng được dự báo là còn tiếp tục tăng cao. Đây sẽ là yếu tố có lợi cho vàng. Những bất ổn tại Mỹ liên quan đến trần nợ công cũng góp phần đẩy giá vàng đi lên. Gần đây, chính phủ Mỹ đã phải tránh việc đóng cửa một phần khi Thượng viện và Hạ viện thông qua dự luật để cho chính phủ tài trợ đến hết ngày 3 tháng 12. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai đảng đã và sẽ thông qua hỗ trợ đối với vàng. Thực tế cho thấy diễn biến giá vàng gần đây rất khó dự đoán. Điều này sẽ tiếp tục trong tháng 10 và các tháng tới. Những biến động trên thị trường tiền số cũng ảnh hưởng đến biến động của giá vàng. Lạm phát cũng là một yếu tố khó đoán định. Ngân hàng trung ương nhiều nước gần đây đã tính tới việc khả năng tăng lãi suất sớm dự kiến để kiểm soát lạm phát. Đây là yếu tố có thể giúp vàng và kiềm hãm đà tăng trong vài tháng tới. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.